Khen là thi về thơm. Đăng ký cái gì cơ? Thì ui sâu. Ừ, ui tầm này đang nhiều sâu lắm. Nó ăn hết lá ấy. Nhưng mà cái hương thảo đi sâu đúng không ạ? Hương thảo thì có nhện. Nhện à? Chỉ nhện thôi đúng không ạ? Hương thảo nhện mà cả cái con ấy, cái con bên dưới nó cơm xuống đất ấy. Hôm rồi nó ăn vãn hết cả ruộng, ăn hết một nửa ruộng, thế phải đánh với